Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chán nhau là tâm lý thường gặp của vợ chồng sống chung nhiều năm. Mỗi lần mà có tiệc tùng gì á là ổng né, không dẫn tôi đi. Và lúc này vợ hoặc chồng sẽ xem người bạn đời như cơm nguội trong nhà. Bà xã ở nhà là giống như cái nồi cơm nguội vậy đó. Có cách nào để cơm nguội trở thành món cơm nóng đầy hấp dẫn hay không? Tóc tai thì lúc nào cũng bù xù nè. Có gia đình rồi làm đẹp chi điệu chi. Nguội dữ lắm, bây giờ mình phải hâm nóng nó lại. Mình không chán mình thì chắc chắn chồng mình cũng sẽ không chán mình. Để cho chị em mình trở thành cơm nguội với cái hình thức bên ngoài thì là lỗi tại mình ấy nha. Phải thay đổi, và đó là lý do Hải Yến phải nối tóc, còn Gia Bảo thì xuống tóc. Không phải phụ nữ mới có thể trở thành cơm nguội trong gia đình. Các anh cũng điệu hồn á, coi chừng trở thành cơm nguội của vợ mà không hay á. Đón xem Quyền Năng Phái Đẹp với chủ đề cơm nguội trong nhà, phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu ngày 11/8/2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.